Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì dành cho những ai mà lần đầu xem video của mình thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go. Ok, thì như tựa đề của video thì các bạn cũng đã thấy là Hustling Robber đã ra bài mới. Anh Robby ra bài mới tên là Take It Off, cỡ ra đi à, cỡ ra đi à. Let's go. Thì trước đó thì Rob có ra bài History, nhưng mà mình bận quá, mình không có làm cái reaction được. Thì cũng có khá là nhiều bạn có kêu mình là làm cái reaction cho cái bài đó đi. Thì thực ra thì mình trong khoảng thời gian đó mình khá bận nên là mình không có làm được. Nên là mình rất chân thành xin lỗi các bạn. Và bây giờ mình bù cho các bạn cái bài khá là nóng hổi này, ra mắt vào ngày 2 tháng 2 là ngày hôm qua. Tại vì cái ngày mình làm reaction là ngày 3 tháng 2. Ok, thì mình cũng không biết là khi nào mình mới được upload cái video reaction này. Thì mình mong là lúc mà mình upload lên thì có các bạn ủng hộ. Thì let's go. Nếu mà các bạn chưa xem qua MV này hoặc là muốn xem lại MV này thì mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào. Ok, thì dành cho những ai mà đang có một cái em đang biết một cái MV nào đó hoặc là đang biết một cái clip nào đó hay mà nghĩ là mình sẽ làm reaction nó thú vị thì cứ comment phía bên dưới nhé. Và vào việc chính thôi nào. Let's go. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Director Human Nguyễn. We know. Let's go. Không biết kia. Let's fucking go, man. Bài này sẽ kiểu trái lắm luôn á. Holy shit. Đây là rap mà của chúng ta đang mong đợi nè. Let's go. Take it off là cởi đồ ra. Ok. Kiểu công nhận Rob có một cái flow đi rất là kiểu Rob luôn á, nghe là biết Rob liền luôn á. Cái flow này hình như là mình đã nghe ở cái flow nha, nhưng mình đã nghe ở một vài bài của Rob rồi thì phải. Damn, mình phải dừng bao nhiêu lần đây nha. Nhưng mà cái concept của cái MV này thì kiểu team của Rob mặc đồ kiểu mafia Anh thì phải, giang hồ Anh rồi cái thứ đó. Cái phim gì mình quên tên mất tiêu rồi, nhưng mà mình nghĩ các bạn biết. Cảm giác coi trong vòng tay, yeah. Có thêm một chàng xếp và muốn coi anh là sugar daddy.
con quê tôi nhóc của anh đang ở lại kia. Đây là con xe anh phong chỉ chân chẳng hầm nào. Sai tiền nguyên từ đầu dần sâu. Có lẽ em yêu là đi vào trong phòng. Anh sẽ không biết cơn mơ cứ dài. Anh chẳng quan tâm nên đến thời kia. Những người nói với anh lý do những liệu điều đó đang cho cần thiết. Quay trở lại phòng thú y hai tiền thú đang ở trong mình. Anh không quan tâm nó là vì Chanel hay là Vương Thị. Biết đó là cuộc sống nó không thể biến thành người lương thiện. Slang chỉ là Vương Thị. Slang. Baby, em có đang có nghe thấy những điều anh nói. Cảm bay cũng phải làng coi mỗi khi mùng đó anh như là con soi. Quá khứ đối với anh không thể gì ngủ trôi. Đồng thời còn lại là thứ để anh biết giá dùng như bài đơn cốt. Căng tay tiêu thần dần lối. Còn hớt slang có thể coi như là bóng tối. Có thể mẹ mình sẽ lên đâu cùng Robin. I'm bubbly, em thấy này hôn lên là bạo bạo. Em routine, em muốn gì. Cut already, so that's so nasty. I got it, what's up Fendi? But let's see, I gotta take some red out of the berry. Make it merry, MD and Moonzy. Cut already, so that's so nasty. I got it, money, love, money, what's up Fendi? But let's see, I gotta take some red out of the berry. Make it merry, hey. Hold it for Darren, D's on four. Fuck with sassy gold, I'm gonna back print your V-Soul, yeah. Mày đẹp bằng biết như piano, là đẹp bằng tao nên chẳng kinh sâu. Ooh, and lip yeah. Anh không phải đạp hình, hả đây cũng như âm mặt. Ooh, anh đi toàn nhân lời. Ooh, this wrong. Mặc dù mình không nghe được gì hết. Anh em vô một chiều, gà đàn anh thì luôn là hô mạc. Chúc anh mà đang thấy anh vẫn đang flow như là vì Khoan, khúc này mình không nghe được cái gì hết. Khúc này Rob switch flow này, nhưng mà mình không nghe được gì hết. Adlib thì cũng đỉnh đó, nhưng mà mình không nghe được gì hết. Sợ hãi, tôi cũng chỉ là như cảm giác như người muốn được làm dùng thuốc, tôi tìm cái đem mà giải thoát em muốn gì. Trước tiên thì về phần lyric ha, mình nghĩ là cái MV này nên có cái phần phụ đề để mình nghe, tại vì thật sự là cái phong cách của rap thì nếu mà các bạn cũng biết rồi, những cái bài trước đó cũng vậy, riêng cái bài History thì mình có nghe qua rồi, thì cái bài đó nghe khá là rõ chữ, còn bài này thì nó cái flow của rap đi lúc nào cũng nhanh mà có sử dụng cái autotune nữa, nên là khá là khó nghe được từng chữ rap hát cái gì. Khúc điệp khúc thì mình nghe còn được verse 1, verse 2 mình nghe ok, nhưng mà tới cái khúc mà switch cái flow á thì khúc đó mình không nghe được gì luôn. Sorry, nhưng mà mình không nghe được gì hết. Và chắc là mình nghĩ là rapper cũng như là Hustlang nên có cái phụ đề cho cái MV này để người xem biết là ok mình đang hát cái gì và cái lyric của mình như thế nào. Còn về phần beat nhạc thì quá đỉnh luôn, kiểu mình kiểu nghe đi tập gym nè, tập thể thao rồi cái thứ thì quá ổn luôn. Còn về lyric thì mình nghĩ là như mình nói, mình nghĩ là nên có một cái phụ đề để người nghe họ xem, họ kiểu biết coi là mình đang rap cái gì, hát cái gì. Mình nghĩ như vậy thì sẽ hay hơn, tại vì như bản thân mình thì mình nghe mình cũng muốn coi là rap đang hát cái gì, thì tới khúc đầu thì mình còn nghe được nhưng mà khúc sau thì mình thật sự là mình không nghe được gì luôn. Đó là một cái mình nghĩ là một điều khá là đáng tiếc, nhưng mà thật sự đối với mình bài này thì mình nghĩ là mình sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần á. Thứ nhất là cái beat nó rất là catchy, cũng như là cái flow của rap đi thì rất là rap luôn. Ok, thì mình mong là team của Hustlang cũng như là
Rob, Wino, những anh em trong Hustlang như là Haley, Viso rồi các thứ sẽ ra được nhiều sản phẩm hơn để có MV cũng như là sản phẩm để mình làm reaction, và mình chúc cho anh em của Hustlang sẽ luôn đạt được những thành công trong cái năm mới. Ok, thì dành cho những ai chưa xem qua MV này thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả thì mình có để ở dưới, và các bạn kéo xuống một tí xíu thì sẽ thấy link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì nếu mà các bạn có thương mình thì cho mình một like và một follow nhé. Nhớ like cái video này nữa. Và như mọi khi, peace and I'm out. Bow, bow.